Kính chào quý khán giả đã đến với chương trình Hội nhập Kinh tế của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai. Thưa quý khán giả, hội nghị trực tuyến hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ tận dụng cơ hội thực thi hiệu quả Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam và Liên minh châu Âu EVFTA vừa được Bộ Công Thương phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tổ chức. Chủ trì tại điểm cầu Đồng Nai có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Vĩnh. Tính đến nay, Việt Nam đã ký kết 13 Hiệp định Thương mại. Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam và Liên minh châu Âu EVFTA vừa được Quốc hội phê chuẩn và sẽ có hiệu lực, mở ra cơ hội lớn cho hàng hóa Việt Nam thâm nhập vào thị trường EU rộng lớn. Đây được coi là một trong những Hiệp định Thương mại Tự do thế hệ mới toàn diện, chất lượng cao, với mức cam kết cao nhất mà một đối tác dành cho Việt Nam trong số các Hiệp định Thương mại Tự do đã được ký kết. Tại hội nghị có 5 chủ đề được các đại biểu tập trung trao đổi gồm các lợi ích chiến lược và những điểm cần lưu ý đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ để thực thi hiệu quả EVFTA, các ngành hàng, các mặt hàng tiềm năng và định hướng thúc đẩy xuất khẩu sang thị trường EU, vai trò của chính quyền các cấp ở địa phương trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn, quán triệt, triển khai thực thi hiệu quả EVFTA. Định hướng hoạt động xúc tiến thương mại nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ khai thác hiệu quả cơ hội mang lại từ EVFTA. Truyền tải một số lượng cái thông tin phải nói là hết sức quan trọng đối với các cái, đặc biệt là đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, cái cách để mà tận dụng được các cái hiệp định, cái lợi thế của cái hiệp định. Đây là một cái hiệp định mà các anh chị cũng đã thấy là Bộ trưởng cũng như là các Bộ trưởng đã trình bày. Nó mang lại rất nhiều lợi thế cho Việt Nam, nó mang tính là hai cái thị trường nó hỗ trợ cho nhau, những cái mà Việt Nam cần thì là đối tác của bạn có và những cái Việt Nam có thì đối tác của bạn cần. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp vừa và nhỏ hiểu rõ hơn về các nội dung của Hiệp định EVFTA, những khía cạnh doanh nghiệp có thể khai thác và hưởng lợi từ Hiệp định, cũng như những vấn đề cần lưu ý để có chiến lược, kế hoạch và hành trang sẵn sàng cho sự phát triển của doanh nghiệp trong điều kiện thị trường và bối cảnh thương mại mới với EVFTA. Trong cái nội dung hiệp định EVFTA thì có cái nội dung mà chúng tôi băn khoăn nhiều năm nay là vấn đề là truy xuất nguồn gốc nguyên liệu. Cái xuất xứ, quy tắc xuất xứ. Thì cái này thì hiện nay phải nói công tác chuẩn bị của doanh nghiệp nhỏ vừa hiện nay chúng tôi thấy nó còn nhiều bất cập. Để đảm bảo được hưởng được ưu đãi thuế quan theo hiệp định thì doanh nghiệp phải có quy tắc xuất xứ. Đó. Thì quy tắc xuất xứ này đòi hỏi thì cái lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ trong của Việt Nam nói chung, trong đó có Đồng Nai, đó là phải phát triển rất mạnh. EU hiện đang là một trong những đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam với kim ngạch hai chiều năm 2019 đạt 56 tỷ 450 triệu đô la Mỹ, trong đó xuất khẩu đạt 41 tỷ 500 triệu đô la Mỹ, nhập khẩu từ EU đạt 14 tỷ 900 triệu đô la Mỹ. Như vậy, rõ ràng EVFTA là một hiệp định toàn diện, chất lượng cao và đảm bảo cân bằng mọi lợi ích của cả Việt Nam và EU. Khi đưa vào thực thi, EVFTA sẽ là cú hích rất lớn cho xuất khẩu của Việt Nam. Khi đó, EU cam kết xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với khoảng 85,6% dòng thuế, tương đương 70,3% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EU. Sau 7 năm hiệp định có hiệu lực, EU sẽ xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với 99,2% số dòng thuế, tương đương 99,7% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EU. Theo các chuyên gia, EVFTA được kỳ vọng góp phần làm cho GDP của Việt Nam tăng thêm ở mức bình quân từ 2,18% đến 3,25% giai đoạn 2019-2023, từ 4,75% đến 5,3% giai đoạn 2024-2033. Đối với ngành công thương thì chúng tôi là bám sát cái chương trình cũng như là kế hoạch của Bộ Công Thương thì đã tham mưu cho Ủy ban tỉnh là xây dựng cái kế hoạch để thực hiện các cái hiệp định này, và cũng rất thuận lợi là Bộ Công Thương sắp tới là triển khai các cái việc mà phổ biến các hiệp định này, nó rất là nhiều cái hình thức, và trong đó về cái website của Bộ, rồi là về YouTube, về Facebook, thì do đó thì tất cả các cái đối tượng đều có thể tiếp cận một cách dễ dàng. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh nhấn mạnh, Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các bộ ngành đẩy nhanh việc xây dựng các văn bản pháp luật, đảm bảo cơ sở pháp lý đầy đủ cho việc thực thi Hiệp định EVFTA ngay khi có hiệu lực.
đồng thời thực hiện phổ biến hướng dẫn cộng đồng doanh nghiệp chuẩn bị cho việc thực thi hiệp định, giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa, tham gia sâu hơn vào chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu. Vâng, hiệp định EVFTA mang đến cơ hội công ăn việc làm cho người lao động. Với người tiêu dùng sẽ được sử dụng sản phẩm rẻ hơn do được miễn thuế hải quan. Đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa, đây sẽ là điều kiện vô cùng thuận lợi, mở ra cơ hội lớn đối với các doanh nghiệp, tạo ra lợi thế cạnh tranh rất lớn về giá cả hàng hóa xuất khẩu. Việt Nam hiện có khoảng 700.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa, chiếm khoảng 97% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động thực tế. Trong số đó có đến 70% doanh nghiệp quy mô nhỏ và siêu nhỏ. Có thể thấy rõ ràng nhất là cam kết mở cửa thị trường mạnh mẽ trong hiệp định EVFTA sẽ tạo động lực lớn cho tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam, giúp đa dạng hóa thị trường và mặt hàng xuất khẩu, đặc biệt là mặt hàng nông thủy sản cũng như các mặt hàng Việt Nam có lợi thế cạnh tranh. Đi cùng EVFTA sẽ là hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam EU EVIPA. Với thị trường mở cửa và thông thoáng hơn, các doanh nghiệp châu Âu sẽ tăng cường đầu tư vào Việt Nam, tạo điều kiện để các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận nhiều nguồn hàng hóa, nguyên liệu nhập khẩu cũng như các máy móc thiết bị, công nghệ kỹ thuật cao từ EU với chất lượng tốt và mức giá hợp lý, qua đó nâng cao năng suất và cải thiện chất lượng sản phẩm xuất khẩu của mình. Đây rõ ràng là động lực quan trọng để các bộ ngành địa phương và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh xúc tiến thương mại cho sản phẩm xuất sang EU, đặc biệt những mặt hàng chủ lực như hàng điện tử và linh kiện điện tử, dệt may, da giày, gỗ và các sản phẩm từ gỗ, thủy sản, rau quả, nông sản chế biến, v.v. Các cơ hội sâu xa hơn cho Việt Nam chính là việc EVFTA có thể hỗ trợ tạo ra một nền kinh tế cạnh tranh và đổi mới, sáng tạo hơn, không chỉ về vấn đề tốc độ tăng trưởng xuất khẩu mà còn về cơ cấu ngành hàng và đặc biệt là hàm lượng công nghệ trong sản phẩm. Doanh nghiệp phải nỗ lực bản thân, doanh nghiệp phải có những cái cách tiếp cận để làm sao khắc phục những cái điểm yếu của mình, làm sao để phù hợp với quy tắc, cái là tiêu chuẩn để mà đảm bảo hàng xuất khẩu vào các thị trường lớn, nhất là CPTPP hoặc là EVTPA, FTA. Thì cái này bản thân doanh nghiệp tôi nghĩ là cũng phải có nỗ lực nhiều hơn. Tức như về mặt nhà nước thì cần có những giải pháp tích cực hơn hỗ trợ. Riêng với các doanh nghiệp, do đã tiếp cận với các hiệp định trước tạo tiền đề cho việc chuẩn bị hiệp định kỳ này được thuận lợi hơn. Vấn đề hiện tại là chuẩn bị thiết bị công nghệ để hội nhập với môi trường EU. Rất là khó khăn ban đầu, nhưng mà tôi nghĩ với sự cố gắng nhiệt huyết cùng những cái chung tay góp sức của cơ quan chính phủ, các anh em ban ngành địa phương, rồi các cơ quan về các doanh nghiệp, thì chúng tôi tham khảo và học hỏi dần rồi từ các cộng đồng anh em doanh nghiệp để làm sao hoàn thiện nhanh nhất có thể để hòa nhập cùng với cái hiệp định mới này. Rào cản ngôn ngữ, khác biệt về văn hóa cũng là một trong những khó khăn của các doanh nghiệp Việt hiện nay. Do đó, các doanh nghiệp Việt đã đến lúc cần chú trọng nâng cao năng lực, đào tạo được nguồn lực, có chất lượng, có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, tiếp cận và quản lý khách hàng chuyên nghiệp. Đầu tiên là về nhân sự, về ngoại ngữ, về trình độ, rồi do những cái thói quen cũ mà mình chưa thể thay đổi được ngay. Thì bởi vì làm những cái liên quan đến thị trường châu Âu thì tiêu chuẩn khá cao, thì các cái hòa nhập vào cái những cái sản phẩm để xuất khẩu rồi để hợp tác với cả EU, chúng tôi cần một cái thời gian lộ trình phải rất gấp rút để hoàn thiện, nên là sẽ có những cái khúc mắc ở trong đó và có những cái mà chưa thể hoàn thiện được ngay, nên là phải có những cái bước tập nếu để cho doanh nghiệp làm tốt ấy. Bên cạnh đó, thách thức trước mắt đối với xuất khẩu của Việt Nam đến từ hệ lụy tiêu cực của đại dịch COVID-19 kéo theo sự suy thoái nền kinh tế thế giới cũng như các nước EU. EU có thể sẽ hồi phục chậm sau khủng hoảng, giảm tốc độ phục hồi nhu cầu đối với hàng xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường này. Chuyên mục Hội nhập kinh tế đến đây xin được phép khép lại. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.